Xin chào các bạn, mình là Đinh Tư Lâm, mình đến từ Hà Nội và hiện tại mình đang là sinh viên khóa 3 của Đại học Edit. Thì trong video ngày hôm nay mình muốn tóm tắt cũng như là mình muốn mang đến cho các bạn một từ khóa là từ khóa tự hào. Thì tự hào đối với mình ấy, từ trước đến giờ mình luôn là cái niềm tự hào của gia đình, luôn là niềm tự hào của bố mẹ trong cái việc học tập, trong cũng như trong cái những vấn đề xoay quanh đến vấn đề ngoan ngoãn này, hay là mình cũng được gọi con nhà người ta ấy. Thế nhưng mà sự tự hào của mình nó là áp lực, nó vừa là áp lực, nó vừa là động lực. Áp lực ở việc mình luôn phải cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn trong cái ánh mắt của bố mẹ. Động lực là gì? Động lực là mình luôn muốn thể hiện cái điều đấy đối với bố mẹ là con vẫn ổn, con vẫn là đứa con ngoan của bố mẹ. Thế nhưng mà sau này khi mình lớn lên, mình đi ra những môi trường đại học hay là ra ngoài đời để kiếm tiền, mình lại cảm thấy là cái sự tự hào đấy dường như nó không mang lại được cho mình, và nó làm cho mình thành một con người luôn chạy theo cái thành tích nhất định. Và đối với mình, tự hào nó là một cái con dao hai lưỡi, nó vừa là cái áp lực, nó vừa là động lực. Còn các bạn thì sao? Các bạn có thể để cái ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video tổng hợp từ khóa tự hào của mình.